Kraken, quái vật biển huyền thoại của thủy thủ. Kraken là một quái vật biển huyền thoại với kích thước khổng lồ, được cho là xuất hiện ở vùng biển giữa Na Uy và Iceland. Chủ đề này đã trở thành một phần quan trọng của mê tín và thần thoại thủy thủ. Mặc dù lần đầu tiên được mô tả trong thời kỳ hiện đại bởi Francisco Negri vào năm 1700, nhưng Han Iz, một nhà truyền giáo và nhà thám hiểm Dano Na Uy, đã tiếp tục mô tả quái vật này một cách chi tiết vào năm 1734, đồng thời liên kết nó với half vua của truyền thuyết thời Trung Cổ. Mô tả đầu tiên về Kraken được ghi nhận bởi giám mục người Na Uy Eric von vào năm 1753, nơi ông mô tả nó như một con bạch tuộc, Polypus, khổng lồ có khả năng kéo tàu xuống trong cuốn sách lịch sử tự nhiên của Na Uy. Nhà nghiên cứu bệnh sốt rét người Pháp Denis Monfort, sống ở thế kỷ 19, cũng đã đóng góp vào nghiên cứu về sự tồn tại của bạch tuộc khổng lồ. Chủ đề về con bạch tuộc giết người đã trở thành một phần của văn hóa khi Victor Hugo giới thiệu nó trong tiểu thuyết Lao động và biển cả, Toilers of the Sea, của mình vào năm 1866, liên kết nó với con Kraken trong truyền thuyết. Điều này đã ảnh hưởng đến Jules Verne khi ông miêu tả về thủy quái trong cuốn tiểu thuyết Hai bàn dặm dưới đáy biển, 20000 Leagues Under the Seas, mặc dù ông không phân biệt giữa mực và bạch tuộc. Truyền thuyết về Kraken có thể có nguồn gốc từ việc nhìn thấy loài mực khổng lồ có thể dài tới 12-15 mét.